Xin chào các bạn, trong video này thì mình sẽ báo giá cho các bạn một chiếc điều hòa có giá là dưới 5 triệu đồng mà chất lượng rất là chuẩn chỉ luôn. Hàng Thái Lan, đến từ thương hiệu Copper. Con này có cái model là KC09FC32. Đây là máy có công suất là 9.000, sử dụng 32 dòng 1 chiều Thái Lan các bạn nhé. Cái bộ này bên mình đang bán vào ngày 2 tháng 6 năm 2021 là 4 triệu 400 nghìn đồng là giá nguyên máy. Ship tại khu vực tỉnh Phú Thọ. Máy điều Copper là thương hiệu rất nổi tiếng rồi, hàng đảm bảo luôn. Và cái cục nóng nó là dây đồng. Và Copper thì có chế độ bảo hành là 1 đổi 1 trong 2 năm. Đây là cái cục lạnh của máy nhé. Đây là cái tem thông số cục lạnh của máy là nặng là 10,6 kg. Còn đây là cục nóng. Cục nóng khá là nặng, nặng 24,925 kg. Các bạn thường xuyên cập nhật trang Điện Máy Giang Nga để xem những video báo giá về các dòng điều hòa các bạn nhé. Giá con này mình nhắc lại là 4 triệu 400 nghìn đồng là giá nguyên máy. Cảm ơn các bạn đã xem video.